Chào các bạn, hôm trước Xiaomi Redmi Note 3 đã được bình dèm ra mổ xẻ với chiếc LG G3 và hôm nay lại là một cặp đôi số 3 nữa. Đương nhiên đó là Redmi Note 3 bản 3GB RAM và Sony Z3V. Trước hết, như bất kỳ bản so sánh nào thì thiết kế luôn luôn là một tiêu chí đầu tiên cần đem ra. Chúng ta có kính và kính trên Z3V, còn Redmi Note 3 đấy là nhôm và nhựa. Đây đã là hai chất liệu hiện đại và có thể nói là cao cấp ở thời điểm này, nên về mặt chất liệu thì hai máy hòa nhau. Và về mặt ưa nhìn hay không thì mỗi người có một sở thích riêng. Chính vì thế mặt này các bạn hãy tự đánh giá. Công việc của mình bây giờ sẽ là tập trung vào những cái chi tiết nhỏ hơn, bắt đầu từ cảm giác cầm. Với một vẻ ngoài vuông vức thì Z3V có nhược điểm, đấy là cầm trên tay nó không được thân thiện cho lắm. Đường G của phần viền đôi lúc tạo ra tình trạng cấn tay. Redmi Note 3 thì không hề có góc cạnh, thành ra thì sẽ không bao giờ cấn và có cảm giác ôm tay hơn khá nhiều. Như mình có nói thì lúc đầu Z3V có chất liệu chủ đạo đấy là kính, thế nên không ngạc nhiên khi mà nó giống như một chiếc nam châm hút vân tay vậy. Các bạn nào dán da lên thì sẽ không cần phải lo, còn dùng máy trần thì nên cân nhắc về cái điểm này. Giờ quay lại với chiếc Redmi Note 3, với thế mạnh đó là vỏ nhôm làm cho nó chắc chắn hơn hẳn, cứng cáp và không nhận được thấy dấu vết của vân tay. Tuy nhiên việc chia làm 3 phần đã làm giảm đi độ sexy của máy, hai phần viền trên thì cũng chỉ là nhựa mạ kim loại. Điểm yếu lớn nhất của Z3V theo mình đấy là cơ cấu mở các cổng kết nối nhìn khá mất mỹ quan và dễ bung nếu mà các bạn kéo tay quá mạnh. Nhưng cũng không thể trách Sony được khi đây là cái cơ chế tốt nhất nếu muốn sản xuất một chiếc máy chống nước, chống bụi. Nói chung thì theo ý kiến cá nhân của mình ưu tiên Redmi Note 3 hơn trong thiết kế. Không phải là Z3V không đẹp, nhưng mà trong thâm tâm mình thì những cái máy vuông vắn thường mang lại cảm giác hơi cứng nhắc. Nhắc luôn đến cấu hình thì có vẻ căng. Cả hai chiếc máy này thì đều dùng 3GB RAM, một con số tương đối lớn ở thời điểm này. 3GB RAM cho phép người dùng lưu lại được ít nhất là từ 5 đến 7 ứng dụng cùng một lúc hoặc là từ 2 đến 3 game tùy vào dung lượng trò chơi. Nhưng RAM thì chưa phải là điều quan trọng nhất. Con chip Snapdragon 801 hay là Helio X10 là mới là thứ chúng ta cần quan tâm. Ngày xưa những con chip của MediaTek thì rất là cùi. Tuy nhiên thì từ hơn một năm nay chúng ta đã phải suy nghĩ lại. X10 đủ sức để đối chọi với Snap 801, nhưng nó vẫn có một cái điểm yếu cố hữu, đấy là cái card đồ họa cùi hơn, tính tương thích với các ứng dụng kém hơn. Thành ra thì mọi người vẫn ưu tiên Snapdragon, kể cả mình thì cũng thế. Nhưng mà mình khuyên các bạn lấy Redmi Note 3 nếu mà cần cấu hình. Dù hiệu năng thì ngang ngửa, nhưng mà khả năng quản lý RAM của MIUI bá đạo hơn cái giao diện của Sony rất là nhiều. Nhất là trong thời gian tới thì Redmi Note 3 còn được nâng cấp lên Android 6.0 thì còn ghê hơn nữa. Trong khi đấy thì tạm thời, cho đến thời điểm này, Sony Z3V vẫn chỉ dừng lại với Android 4.4 KitKat. Nói về phần cứng của máy thì Sony Z3V có những công nghệ đáp ứng phù hợp cho nhu cầu giải trí hơn là Redmi Note 3. Bắt đầu từ màn hình thì cùng là LCD iPad, nhưng mà đồ của Sony bao giờ cũng có thêm những công nghệ ví dụ như là X-Reality để tăng độ nét và độ rực rỡ của hình ảnh. Cùng một clip bao giờ xem trên Z3V cũng đẹp hơn. Về mặt âm thanh, Z3V cũng có những công nghệ như là Clear Audio Plus. Nếu mà nói về nghe nhìn thì Z3V trội hơn nhiều. Còn Redmi Note 3 thì có điểm gì nổi bật trong phần cứng? Đáng chú ý nhất có lẽ đấy là cái cảm biến vân tay một chạm giống như trên S6 hay là iPhone, với độ nhạy tương tự nhưng ít tính năng hơn một chút. Tiếp theo là Redmi Note 3 có tới 2 khe cắm SIM, rất tiện cho những bạn hay spam SIM rác trên Facebook. Nhắc một chút đến camera thì dù có một số chấm rất lớn nhưng với mặt phần mềm hơi tệ, Z3V có thể nói là thua kém. Nhất là ở chế độ chụp tự động hoặc là kể cả chế độ chụp thủ công thì ảnh chụp từ Redmi Note 3 thường có cái độ bão hòa cao hơn, ưa nhìn, còn độ nét thì hai máy có thể nói là tương đương nhau. Redmi Note 3 chỉ kém hơn ở một mặt, đấy là độ phân giải từ 13 chấm phía sau so với 21 chấm của Z3V. Các bạn có thể tham khảo qua một số ảnh chụp từ hai máy sau đây để thấy điều này rõ hơn. Giá lần lượt của Z3V và Redmi Note 3 đấy là 5.290.000 đồng và 4.790.000. Không kể đến chất lượng của máy thì rõ ràng là ai cũng muốn mua Redmi Note 3 hơn cả. Thứ nhất đấy là hàng mới nguyên siêu thì ai cũng thích. Thứ hai là chế độ bảo hành sẽ lâu dài hơn, từ 6 tháng với Z3V lên đến 12 tháng. Tuy nhiên điện thoại của Xiaomi thì luôn có hai nhược điểm lớn, đấy là nhanh tụt giá. Ví dụ như là Xiaomi Redmi Note 2 giờ thì cũng chỉ loanh quanh khoảng 2 triệu đồng. Tiếp theo là cái thương hiệu nó chưa đủ sức nặng, làm cho việc mua bán trao đổi các sản phẩm của Xiaomi khó khăn hơn so với hàng của Sony. Như vậy thì chúng ta đã có một cái nhìn khá tổng thể về hai chiếc điện thoại trong video này. Z3V là một chiếc điện thoại có vẻ ngoài nam tính, hiện đại, thiên về giải trí và thương hiệu. Redmi Note 3 thì đánh mạnh vào tâm lý người dùng với một cấu hình tốt,
vỏ kim loại và cảm biến vân tay thời thượng. Cả hai đều có những điểm mạnh riêng. Chính vì thế mà tùy vào nhu cầu, mục đích cũng như là túi tiền mà các bạn có thể chọn ra sản phẩm phù hợp nhất để mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.